Anh tự giới thiệu với anh một tí À, trong cái nhóm. xíu đi. Anh muốn. Alo. Rồi tôi nghe. Em biết anh là anh trong cái nhóm của chị My rồi có Trung, tại vì em cũng biết anh với anh Bình Dương. Thì thật ra thì em lên đây em Ok. cũng góp ý tí xíu thôi. Tại vì em thấy ở đây là có anh nông dân. Nông dân là anh này là Châu Lạc Hải. Anh này Đúng rồi. Em xem là cái mic của em ấy, nó có vấn đề gì. Đấy bây giờ thì không nghe được rồi. Mời lại nhé. Đăng thêm. dạ alo, tại vì tối rồi em Rồi rồi, tắt điện. nghe Nói rõ. chung là cái anh nông dân này thì em biết là dâm chú Cội sáng có nói vừa vừa đảng của Bác Hồ, rồi sau rồi cuối cùng ông nói vừa lật đổ cộng sản, rồi nói là cộng sản đáng cộng sản bây giờ. Lại em cũng muốn lên nói một cái vấn, dạ em là hero võ, tại vì mọi người biết em, tại vì cái nick này, cái nick của em, À, nick bị rồi. khó. Ok. Rồi, Dạ. mình nghe tên rất nhiều cái võ. Bình Dương nói, Trung Vũ Võ nói và mình cũng xem được một số comment của bạn. Ok. Dạ. Thì em cũng có một cái ý cho các bạn dâm chú Cội này, các bạn đừng có bao giờ mà cào phím và nói vợ là cái chế độ cộng sản này để cho các bạn lật được. Cái thứ nhất là các bạn không có đủ trình độ, không có đủ trình độ, các bạn chưa qua được những cái người trình độ như tôi đây mà các bạn đi đi nói và lãnh đạo đảng, bạn chưa có tư cách nói. Nên là các bạn đừng có bao giờ làm cái chuyện tào lao thiên địa. Ở Việt Nam thì các bạn lợi dụng cái yêu nước rồi để lợi dụng dâm chú Cội rồi để đi gom góp tiền rồi làm lợi bản thân, rồi nói sai một cái chế độ cuộc sống. Chính các bạn ở trong nước mà bạn đã nói xuyên tạc vào đất nước mình vậy. Cái ông người nông dân này, ông là rất là nhiều cái diễn đàn mà diễn đàn nào ông cũng đâm chọt những cái tào lao thiên địa. Ông đâm chọt như là ông nói là cán bộ Việt Nam hoàn toàn đi xe hơi, người dân thì đi xe đạp, có cái luật nào mà cấm cán bộ không được giàu không? Bây giờ tôi hỏi anh người nông dân này, có cái luật nào mà cấm người cán bộ không được giàu không? Ví dụ như họ làm chính trị nhưng mà họ vẫn người gia đình, họ vẫn có người làm kinh doanh, hoặc là những người ta cũng làm cái kinh doanh thơm, ta giàu có lên. Như cái trường hợp bữa có cái ông cán bộ gì ở thành phố Hồ Chí Minh xây cái nhà to đùng mà trong đó là nhà ông là toàn những người doanh nhân không à. Thì con cháu rồi nó mua nhà, nó tặng mua xe thì ta đi thôi, đâu có lực nào mà cấm cán bộ giàu đâu. Các bạn cứ xuyên tạc tào lao thiên địa. Rồi ở trong nước thì lợi dụng lòng yêu nước rồi đi lên đấu tố nhau rồi chia rẽ. Còn ở ngoài hay ngồi thì em nói thiệt với anh Bằng, chứ thực ra thì mình cũng không có cái lý lẽ nào mà để nói với cái bọn ba que được, tại vì giờ mình có nói cỡ mấy thì nó chống cộng cực đoan rồi, Đúng rồi. nó vẫn là cái tư tưởng vậy. Nên cái nhiệm vụ của mấy anh em mình á là lên, nói Tuyên chung truyền. là mình Anh nói anh chuyện. nói với Hello Võ này. Dạ. Cái ý định tức là cái của anh ấy thì nó Dạ. cái hoặc là cái nhóm của anh chủ yếu Dạ. là tuyên truyền, tức là mình thông qua Dạ đúng rồi. chúng nó, những cái bọn ba que, mình tuyên truyền Dạ. cho những cái người Việt kiều ở bên nước ngoài, người ta ví dụ thỉnh thoảng người ta xem Dạ. những cái like của mình, người ta tin vào mình vì mình nói sự thực, đúng không? Thì người ta sẽ hiểu về đất nước, con người Việt Nam, hoặc những cái Dạ đúng người rồi. mà người ta ở Việt Nam thiếu hiểu biết nữa Dạ. thì người ta có khả năng người ta biết. Ví dụ như anh nói với Hedo Võ và tất cả các bạn, ví dụ một like của mình chẳng hạn, khi mình like xong thì cái chuyện người Dạ. ra người vào trong cái diễn đàn của mình chỉ có khả năng là được khoảng năm Dạ. ngàn người trong vòng 1-4 tiếng, Dạ. nhưng cỡ khoảng ba Dạ. bốn ngày sau thì số người ta xem lại ấy, cái like của mình xem ngay trong like thôi, mình chưa phải nói là à một số kênh Việt Vision hoặc là giải độc chính trị hoặc là kênh tiếng kênh YouTube tiếng dân hoặc là bên bên an ninh online người ta lấy lên, thì một ở bên đấy thì cũng có một vài ngàn người các thứ người ta coi, thì chứng tỏ rằng những người Việt kiều ấy và những người dân của mình xem lại những cái like của bọn mình cũng rất là nhiều. Mà qua đó thì mình thấy rằng Dạ. à mình nói những lời trung thực
trung thực, phải trung thực thì người ta mới tức là nghe những cái lời của mình đấy, chứ còn không phải là ví dụ mình lên đây, ví dụ có khoảng 5, 6, 7 anh em mình cùng quân mình thì mình nói, mình sẽ nói từ gọi là tự sướng với nhau ấy thì nó hơi quá. Nhưng mà nói chung là ví dụ anh nói chuyện với Hello Võ Võ chẳng hạn, thì Hello Võ cũng đất biết đất nước Việt Nam, con người Việt Nam hiện nay nó như thế nào, đúng không? Thì nói chung là nó cũng gần như là tự sướng với nhau. Nhưng mà qua đây ấy, thì mới gọi là cái kênh của anh em mình ở bên, tức là trong cái nhóm của mình, thì mình cũng bảo anh em phải nói chung là mình chủ yếu mình dựa vào mọi người để mình tuyên truyền, nghe chưa, cho những người dân của mình và những Việt kiều ở bên kia người ta hiểu về cái đất đúng nước, rồi. Con người Việt Nam rồi cái, đấy là ý định của mình. Cái ý là em nói anh bằng là em tham gia cái này là từ ngày ngày 10 tháng 6, là cái từ cái lúc mà bọn nó xuyên tạc về cái lực an ninh mạng và lực địch khu. Đúng. Thì em lên góp ý là đỡ phản biện lại với người ta, với lại một phần đó là em vẫn nói chuyện với họ trên tinh thần là hòa hợp dân tộc. Dù em sống ở cái Đúng. chế độ cộng sản này như thế nào thì em nói đúng sự thật. Đúng Rồi rồi. còn em nói thật với anh Bằng này, em chia sẻ với anh Bằng này, em có rất nhiều nhiều bạn ở bên Cali, và thật sự Đúng. là Đăng Nguyên và ca sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó là cũng về nước và tham gia từ thiện của em rất là nhiều nhiều chương trình. Thì đỡ em cỡ anh nghe này, ở bên đó họ họ bị cái họ là cũng là nạn nhân thôi anh Bằng à, họ Đúng nạn rồi. nhân của cái truyền thông của Đấy. bọn Việt Tân á, nó tuyên truyền một chiều, nó nói sai sự thật. Em cỡ nghe những sự thật mà em nghĩ là hết sức đơn giản, mà đến đến nỗi mà hay ngồi bên đó người ta hoàn tin là họ nói là vừa Việt Nam mình ăn thứ gì cũng trúng độc là cái thứ nhất, cái thứ hai á là vừa mà người nào mà có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ cần tới sân bay á Bị là sẽ bắt, bị công an bắt bị bắt, bị đánh đàn đập, áp, ăn trộm đàn áp đồ, đánh đập, đầy đủ các ăn thứ. trộm ấy. Thì nó thì khi những người bạn đó vừa Việt Nam rồi thì em hỏi họ, họ nói ở Việt Nam khác hoàn toàn, Những khác cái hoàn gì toàn trong cái gì, tuyên truyền, những gì đúng không? mà tôi được được nghe, được nghe. Nhưng mà giờ này anh, nhưng mà khi khi trở lại cộng đồng không được nói tốt, không được nói tốt, nếu mà bị nói tốt là bị cái bọn mà chống cộng cực đoan là nó Tẩy dìm tới chay, chết luôn anh, nó dìm mà đến, đúng rồi. nó tẩy chay mà đến mức mà phải phá phá sản cái công việc luôn anh. Nên là nhiều lúc mà mình anh em mình lên đây là mình cũng góp với cái tiếng nói về sự Đúng thật của cuộc sống này, nên nên là anh thấy cũng cũng nhờ cái những cái tiếng nói của anh em mình, anh thấy hàng năm á, kiều bào họ về nước càng nhiều hơn này, rồi kiều hối họ gửi về phát triển quê hương thì cũng cũng nhiều hơn đó. Nhưng mà những em rất là buồn là người trong nước mình có một số cái bọn là dâm chú cuội, nó lại đi tuyên truyền sai rồi làm cho cái nên là em tốt nhất là những người mà dâm chú cuội đừng cho vào cái diễn đàn làm gì, đặc biệt là mấy ông mà chống phá chế độ mà trong nước. Em nói anh, những ông dâm chú cuội là những thằng, một là bị kỷ luật, hai là bị phạm phạm luật rồi bị đảng này, hoặc là bị cách chức đảng rồi quay sang lại cánh đảng phá đảng những cái gì hết, phá chế độ mình. hay là cuộc sống của Còn người ta coi như là cái đầu thì ngu si đần độn nhưng mà cứ dạ thích tỏ ra mình thông thái đấy. dạ đúng rồi, chính xác anh. Ý là khả năng thì không có, mà cứ muốn là muốn làm việc lớn, muốn làm việc lớn. Còn khi khi mà em lên lên trên trên mạng em nói á, thì cái bọn mà bao que rồi nó hay nói em là dư luận viên rồi rồi đảng viên. Nhưng em nói thật sự với anh Bằng là em là một người làm Rồi, kinh doanh, Vương Thanh chào em anh. có một cái công ty. Em kinh Đúng doanh rồi. thôi, còn em góp một cái tiếng nói cho người dân mình đỡ. Thật sự với em á, thì em nói thẳng với anh cái bọn mà cái bọn bao que nó xuyên tạc vào rất là nhiều thứ. Khi mà nó phản biện em thì nó luôn luôn đối lý, nó nói là Việt Nam mình có một cái này, em lên thấy cái diễn đàn của bọn bao que em nói luôn là nó nói là Việt Nam mà bây giờ chuẩn bị bán nước cho Trung Quốc là chuẩn bị dạy Biết tiếng Trung Quốc. cần lu su pu à? Ok thôi. Rồi, Dạy các bạn rồi, biết cầm. dạy tiếng Trung Trung Quốc. Tức là em mới nói nó là bây giờ tại sao học tiếng Anh thì mấy bạn không phản đối mà học tiếng Trung Quốc lại phản đối. Bây giờ học tiếng Trung hay tiếng Anh gì đỡ đỡ mình xóa cái mù chữ, mình hiểu ngôn ngữ người ta. Ví dụ như họ nói gì mình có Càng thể mình hiểu. học càng nhiều ngoại ngữ lại càng tốt. Biết càng nhiều Thì càng đúng tốt. đó. Đó. Bây giờ họ cứ dựa vào cái tâm lý là người Việt Nam mình ai cũng ghét Trung Quốc. Rồi Không đỡ có họ đâu, xuyên tạc.
Ý là nói là đa số anh, đa số, chứ còn ý là ghét cái chính quyền thôi anh, chứ người dân Trung Quốc họ cũng như Đúng người dân Việt Nam mình, cũng như là người 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 dân Nhật, người dân Hàn, họ cũng yêu hòa bình, họ cũng lo làm ăn. Ý là cái chính quyền của Trung Quốc thì nó có cái tham vọng về chính trị và tham vọng về lãnh đúng rồi thổ, nó rõ ràng thôi, chứ đúng còn người dân thì họ cũng cũng bình thường thôi. Ý là nó xuyên tạc vào những cái luận điệu như vậy. Ý là em nói anh, giờ cái bọn Ba Que nó không có cái gì mà nó nói đúng cả, tại vì nó sống bên đó nghèo khổ chết bà. Bạn em bên đó nó làm suốt ngày suốt đêm anh ơi, cày ghê lắm, mà đóng thớ còn cao nữa. Rồi đúng bây giờ nó thấy Việt Nam mình phát triển lên, rồi cuộc sống người dân đời mình nâng sống cao lên, rồi càng ngày càng tốt đời lên sống đúng rồi nó ganh tị anh, nó ganh tị, rồi nó dạ. ở bên đó nó chống phá, cái bọn nó chống phá, nó cứ dám về nước đâu. Xong rồi ý là nó chống phá, rồi nó gửi ít tiền, rồi vừa nó kích động mấy thằng mà dân tộc thiểu số, dân trí thấp, là một bộ xì ke ma tí, rồi nó đi phá làng phá xóm mà cái được gì đâu. Nên em nói, em mong là bà con hãy ngồi, Đúng. rồi hãy nhìn sự thật về Việt Nam mình. Nếu như mà cái chế độ Việt Nam mình mà hèn và giặc ác với dân thì không có tồn tại 43 năm được, mà không được lòng dân thì cũng không có tồn tại tới bây giờ được. Bằng chứng là Việt Nam Đúng Cộng rồi. Hòa là người ta đâu có được lòng dân, nên là khi Bắc Việt đánh vào là mất, là tan nát nhanh liền. Được lòng dân là người xưa ông bà dạy là được lòng dân là được tất cả mà. Nên là bây giờ đừng có xuyên tạc, tại vì người dân trong nước họ không có tin vào cái sự xuyên tạc đâu. Đừng có bao giờ cứ lên trên mạng hô hào là 90 mấy triệu dân là ủng hộ lật đổ cộng sản. Đó là cái tư duy mà của Đúng những rồi, người thế mà đó võ. tư duy của những người mà không có và không có cái nhìn thực tiễn về về trình độ trong nước. Nếu như Việt Nam mà không tốt, cộng sản mình không tốt, tại sao Mỹ giờ bắt tay làm ăn với mình, Nhật làm ăn, Hàn làm ăn, toàn ba nước tư bản là đầu tư lớn nhất tại Việt Nam mình luôn. Đúng. Họ đầu tư kinh tế lớn nhất tại Việt Nam mà ba nước tư bản, đứng đầu là Nhật, đứng đầu là Hàn, đứng thứ hai là Nhật, đứng Hai thứ là ba Nhật. là thứ ba là Mà Thái Lan, xinh. thứ tư là EU. Xin rồi em nó cũng Ba nó là nằm sinh cũng trong 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 đó, đúng nhưng rồi thì đó, tại riêng sao như mà bắt tay làm anh ăn? đó Chứ rồi đúng rồi anh Việt nói Nam mình đi theo một chế độ chính trị cộng sản, nhưng mà không có theo một cái liên minh quân sự nào, đúng rồi cũng không có thân với ai, ai cũng có thể làm bạn, ai cũng có thể chơi, nhưng mà theo cái đường lối chính sách và pháp luật của Việt Nam mình. Nên các bạn hãy ngồi, đừng bao giờ nghĩ rằng là người cộng sản họ ngu. Nếu mà người cộng sản Việt Nam mình ngu thì không có đất nước mình như bây giờ. Mà thực sự mình tham gia kinh tế thị trường năm 1995, là nay 23 năm, mà trong khi đó mất ít cỡ cũng có tầm 10 năm là đỡ cho các nước nước ngoài nó tìm hiểu về văn hóa lịch sử Việt Nam mình, rồi môi trường kinh doanh, rồi thủ tục hành chính Việt Nam mình. Nên thực ra Việt Nam mình mới theo kinh tế thị trường theo em thì tầm cỡ mười mấy năm thôi, nhưng mà với tốc độ khoảng như thế đúng này, rồi 18 năm khoảng 18 năm đó đó thì bây giờ với tốc độ như thế này thì đất nước mình được như thế này thì quá tuyệt vời rồi, có nước nào không? Quá phát đúng triển rồi luôn. Bằng chứng là tốc độ phát triển của Việt Nam mình lúc năm nào cũng trên 700 hết. đúng rồi Trên bây trên giờ 7% này hết. thế thế đó anh nói một ý như thế này chúng nó cứ tưởng chứ chúng nó không hiểu biết chúng nó nghĩ là à Việt Nam hiện nay phát triển như thế thì chắc có khi là mẹ ôi giời mấy ông cộng sản làm được cái gì chắc kiểu toàn bán đất để bán nọ các thứ cho Trung Quốc thôi. Vì người ta cũng công nhận là đất nước Việt ơi, Trung Quốc là đất nước giàu có khả năng là thôi mấy ông Việt Nam khi bán đất cho Trung Quốc rồi kiếm tiền về xây dựng đất nước thì hiện nay nó phồn vinh như thế. Nhưng mà kỳ thực ra cái sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay đứng thứ 9 trong tất cả các nước, mà trong đó đầu tư của Dạ Trung đúng Quốc rồi. nhá, vào Myanmar là 70%, vào Nam Triều Tiên khoảng 80%, vào Campuchia 80%. Đấy, tổng số lượng đầu tư của nước ngoài vào. Mà trong cái đó Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam chỉ đứng thứ 9 trong tất cả các nước. Đấy, chứ Dạ còn đúng rồi. Chính đấy xác. vâng đấy là Nhưng mà cái số liệu vâng nó đứng thứ 9 là năm vừa rồi anh, còn mấy năm trước là ngồi top 10 hết. đấy Ngồi top 10 hết. tức là anh Nhưng mà nói tại cái số vì liệu năm 2017 17 thì đó em biết mà, tại thằng Trung Quốc là nó kìm hãm Việt Nam mình xưa giờ rồi, nó đâu muốn cho Việt Nam phát triển, nó giờ nó đầu tư cho thằng Campuchia kìa để chống phá Việt Nam mình. Nhưng mà cái luận điệu của cái bọn mà Ba Que nó nói là Việt Nam mình bây giờ phát triển thua Lào Campuchia là nó rất là ngu nữa. Chứ nếu như mà ai hiểu về kinh tế thì nó không có nghe, nó chỉ nhìn vào cái thu nhập bình quân đầu người anh. Nhưng nó không hiểu rằng là nếu như đặt trường hợp Việt Nam mà dân số như Lào và Campuchia thì Việt Nam mình sẽ là nước giàu. Nếu không mà Việt Nam anh mình anh nói như thế này tức là bây giờ ví dụ một đất nước có phát triển hay không thấy chưa mà có giàu có như thế nào thì anh đã phân tích ở cả đấy rồi có một thằng nó bảo ôi Việt Nam có nhiều hiện nay nghèo cái Campuchia là đồng tiền Campuchia giá trị hơn đồng tiền Lào
cái giá trị nọ kia, không đấy, nhưng cái này mà chúng nó ngu ở cái này. Để cho ngu. anh nói một phút thôi. Bây giờ muốn một cái đất nước như thế nào, mình phải xem cái GDP, tức là thu nhập bình quân đầu người của Việt Chính Nam bao xác anh. nhiêu, các Campuchia bao nhiêu, đúng không? Mà trong đó ở Việt Dạ. Nam hiện nay năm 2017 thu nhập đầu quân bình quân đầu Dạ. người là 2.650 đô la, trong đó khi đó ở Campuchia là cỡ khoảng độ 1.300-1.400 đô la trên một đồng người Đúng rồi. đấy. Thì Rồi. là bây giờ này, thằng nào giàu hơn? Thứ nữa, cái chuyện đấy là cái con số chính thức. Còn ở Việt Nam mình tiêu tiền mặt, bây giờ ở Campuchia người ta tiêu tiền mặt, thì là nói chung cái chuyện mà lách thuế anh không nói từ chối, lách thuế các thứ rất nhiều. Đấy chưa? Cho nên là một số chuyên gia kinh tế người ta nhận định như này, nếu mà tính tỉ mỉ hết, không có chuyện lách thuế trốn thuế nọ kia tất cả thứ, thì thu nhập đầu quân bình quân đầu người ở Việt Nam hiện nay cỡ khoảng xấp xỉ 4.000 đô la một đầu người đấy. Chính xác rồi. Ý em nói này, không cần mình phải đi sâu xa vào vấn đề đó làm gì. Để em nói thôi, giờ phát triển hay không là như thế này này. Phát triển không, nhìn vào cái nền thể thao của một quốc gia là mình biết. À, Trước năm 95, Việt Nam mình là nền thể thao là đúng. đứng Úc đứng ở đứng thấp nhất Đông Nam Á. Nhưng mà từ từ sau này mà từ sau này Việt Nam mình luôn luôn nằm trong top 3 nước mạnh nhất Đông Nam Á. Nếu mà thằng Lào, Campuchia nó mạnh, tại sao thể thao nó hiện giờ nó đứng Úc Úc ấy? Rồi, Thì bây mình giờ nhìn này, vào cái thằng mình nhìn. Mó Kinh Nguyễn, mày lấy cái số liệu đây nhá, là tao cung cấp cái số liệu của ngân hàng thế giới và ngân hàng phát triển châu Á ra. Nghe chưa? Mày lấy cái số liệu ở đâu mà coi như Lào hiện nay coi như là tổng thu nhập bình quân đầu người 4.600 đô la một người. Bố Lào. Rồi, Anh xin nghe mời. mấy cái bọn này nó nói nó biết em ăn gì đâu anh. Tại vì em nói anh chỉ nhìn sơ sơ qua vào lĩnh vực thể thao thôi, mình biết được nước phát triển nước không phát triển thôi, chứ cần gì phải đi sâu xa vào cái vấn đề đó. Còn bọn nó không, nó chưa từng đi qua Campuchia, chưa từng đi qua Lào mà nó phát biểu tào lao thằng địa. Em làm ăn với Lào, Campuchia em phát biểu này. Bây giờ cả cái thành phố mà thành phố Ba Sét là thành phố lớn nhất, thứ hai của thành thành Lào, mà cả cái thành phố là chỉ được 5 cái xe chở rác à. Mà công an thì cứ tham nhũng, công an cứ đi tới đâu là đưa tiền đó, phạt đi đưa tiền đó. Trẻ 10 tuổi, 19 tuổi đã biết chạy xe máy rồi. Nên nó phát triển cái gì? Phát triển dân trí gì? Phát triển gì? Các bạn nhìn vào cái nền thể thao của một nước các bạn đánh giá được. Ví dụ như Việt Nam mà nếu mà thành nước phát triển thì thể thao sẽ ngang nhặt với ngang hàng. Ngang hàng ngang hàng. Còn nếu thành thành Campuchia, thành Lào mà nó phát triển một kinh tế đi. Tại vì khi bạn có tiền bạn mới làm thể thao mạnh được. Nên khi bạn không có tiền thì bạn không có đi làm thể thao được. Đó là cái quy luật vừa nói đơn đơn giản thôi. Việt Nam khi nào phát triển? Tại sao? Mà nói bạn nghe này, Việt Nam hiện giờ đang phát triển bạn ơi. Bạn nên nhớ là Việt Nam mình bị cấm vận rất là nhiều. Cấm vận rất là nhiều và phát triển hồi đó mình theo nước xã hội chủ nghĩa nữa. Và các thứ là thù địch nó không muốn đã đầu tư Việt Nam. Nhưng mà sau này là cái đường lối ngoại giao của đảng và nhà nước rất là hay. Nên là làm cho Nhật, Hàn và phương Tây nó đầu tư vào Việt Nam mình rất là nhiều. Nên bạn hãy nhìn vào, các bạn hãy nhìn vào cái việc làm của chính phủ mình. Hiện giờ họ rất là tham gia cái A Quy cải cách ngồi thủ im tục hành đấy. chính. Hôm nay không phải ngày của A Quy, hôm Họ nào dành cho ông A Quy một ngày. nên là Việt Nam mà hiện giờ với thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia cái cách hành chính rất là nhanh, môi trường kinh doanh rất là thuận lợi. Nên là các bạn hãy tìm hiểu thông tin, hiện giờ chính vị hết năm nay là Việt Nam mình sẽ có hai cái thủ tục hành chính, một cửa Việt Nam, một cửa ASEAN. Các bạn muốn biết một cửa ASEAN như thế nào thì lên Google mà tìm hiểu, hoặc một cửa Việt Nam như thế nào thì lên Google mà tìm hiểu, mình không giải thích được. Nên các bạn, nền kinh tế phát triển là cái thủ tục hành chính phát triển đó, và nó giảm tham nhũng. Thủ tục hành chính mà càng tốt thì càng giảm tham nhũng và tiêu cực. Các bạn hãy cho Vì chính là phủ mình cái cả thằng cái thời A Quy Nguyễn này, thấy chưa? à, vậy ông không biết gì đâu Thì nó ông qua đi không, ở vừa nãy vào đây anh ông Linh ạ. Minh đã nói rõ là Việt Nam phát triển từ khi nào, và coi như tại sao cái thời kỳ trước không phát triển, mà có cái thời kỳ từ năm cỡ khoảng từ năm 2000 đến nay mới phát triển. Thì nói kể cả vấn đề coi như là khó khăn của Việt Nam, không những về chiến tranh là về tất cả các mọi mặt, mà từ năm 2000 đến nay mới phát triển. Thấy chưa? Thì tôi bây giờ Nên mình chỉ nói này, bây giờ một cái đất nước muốn ví dụ phát triển, ông có vị hiện nay nhá, tất cả thế giới là phẳng rồi đúng không? Cho nên là bây giờ một nước ví dụ không thể cô lập về kinh tế được đấy. Cho nên là bây giờ ông muốn phát triển, ông phải ngoại giao, ông phải phát quan hệ về vấn đề kinh tế với tất cả các nước ở trên thế giới này, đúng, chọn ra
một cái gọi là về cái xuất nhập khẩu về như thế này thế khác nó tốt nhất cho mình. Chứ bây giờ mà không có một nước nào đóng khung trong một cái nước đó, kể cả Mỹ hoặc kể cả nước tư bản cũng thế thôi. Rồi xin mời Các ạ. bạn hãy nên nhớ, các bạn nên nhớ là như thế này, Việt Nam nếu mà không phát triển thì làm cái gì mà bây giờ Việt Nam mình cái nền kinh tế các bạn thấy cái GDP lúc nào còn 7%, một trong những nước phát triển có tốc độ phát triển nhất nhì thế giới chỉ sau hàng Trung Quốc thôi. Cái thứ hai là cái uy tín của Việt Nam mình trên thương trường quốc tế lại càng ngày càng Đúng được nâng cao. Các bạn thấy là rồi. mình có mặt trong trong Liên Hợp Quốc không thường trực là cái thứ nhất. Các bạn phải tìm hiểu những cái thông tin mà những cuộc gặp của các lãnh đạo và càng tìm hiểu, và các bạn phải cần phải rành về cái tiếng của người bạn vào những cái trang của nước ngoài, bạn xem lại cái, người ta đánh giá của nước Việt Nam như thế nào, chứ bạn đừng có bao giờ mà ngồi đây mà cà phím. Các bạn hãy nên nhớ là Việt Nam là đất nước cộng sản đầu tiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bên phía Mỹ được tiếp trong cái Nhà Trắng đó. Đó là vinh dự đầu tiên của một người làm trên Đảng Cộng sản mà Trung Quốc còn chưa có đó. Bởi vì người Mỹ họ rất tôn trọng người Việt Nam mình, họ rất tôn trọng người Cộng sản rất rất là giỏi. Đó. Nên các bạn đừng bao giờ chống phá nữa, đừng có bao giờ ganh tị, và còn nếu mà có tinh thần hòa hợp dân tộc thì cứ vờ, chứ đừng bạn các bạn không bao giờ mà làm được cái gì với hay 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 chống lại được người Cộng sản cả. Bởi vì họ được lòng dân. Họ được lòng dân, họ đi lên đất nước từ chiến tranh, từ nghèo đói lên, từ một đất nước nghèo đói mà trở thành một đất nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhất nhì thế giới, với hai thế nước cạnh tranh nhau là Thái Lan và Việt Nam thôi. Các bạn nói về nông nghiệp Việt Nam phát triển rất là phát triển, tại vì các bạn nên nhớ này, cá tra cá ba sa Việt Nam mình xuất khẩu sang Mỹ và EU, tất cả Mỹ cạnh tranh không được, phải đưa cái lực rừng ra là được chống phá giá cá tra cá ba sa Việt Nam mình. Các bạn nên nhớ là người Việt Nam mình làm ăn kinh tế rất là giỏi, nhưng mà tại vì lúc trước là Mỹ nó là bố đời thiên hạ, nó muốn làm đại ca, nó muốn cấm vận, là cấm vận, nó kìm hãm Việt Nam mình. Nhưng mà sau này vì cái tài lãnh đạo của đảng mình, là cái tài ngoại giao của đảng mình rất là hay, nên là bây giờ các bạn thấy không, chính tổng thống Obama và tổng thống Donald Trump và tổng thống Hàn Quốc và tổng thống Tập Cận Bình khuyên Triều Tiên nên học theo cách làm Việt Nam, khuyên Triều Tiên đó, các bạn đọc thông tin đó trên cái trang chính của chính phủ Mỹ đó, khuyên Triều Tiên nên học mô hình phát triển kinh tế và phát triển ngoại giao của Việt Nam mình, tuy là một nước cộng sản nhưng mà rất là giỏi. Các bạn có nghe cái câu mà năm năm 2017 16 17 đó, tổng thống Obama và Việt Nam ông có nói một câu như này này, các bạn nên nhớ này nha, ông nói một câu như này, ô chính tổng thống Obama nói nên các bạn Việt Nam Cộng hòa đừng có ganh tị nha. Tổng thống Obama đó mình dịch lại câu nói ra này. Là ông nói như này, Việt Nam và Hoa Kỳ tuy là nước theo hai chế độ chính trị khác nhau nhưng sẽ cùng nhìn vào một hướng, cùng phát triển kinh tế và cùng đem đến hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Đó, tổng thống người ta đã phát biểu một câu là tuy là hai nước theo hai chế độ chính trị nhau nhưng mà tôn Đúng. trọng lẫn nhau, thì các bạn Việt Nam Cộng hòa hãy nên nhớ rằng điều đó, người Mỹ họ đang rất tôn trọng Việt Nam, bằng chứng là các chính trị gia và các chính khách họ thường xuyên qua Việt Nam mình qua liên tục, vì họ coi việc Việt Nam mình là một cái điểm quan trọng để họ xây trục châu Á, là cái tầm chiến lược. Các bạn hãy nhìn điều đó, nên các bạn đừng bao giờ chống phá, các bạn đừng có làm hại kiều bào hải ngoại nữa, hãy giúp họ hiểu về Việt Nam hơn, ở vừa Việt Nam nó thăm quê hương, thăm lại những bạn bè xưa, dù sao dòng họ vẫn còn ở Việt Nam. Các bạn mình nói cái tuyên truyền bậy bạ rồi họ sợ, họ không dám vờ. Các bạn hãy nhìn những cái bộ ngoại giao mình, những cái mấy ông chống cộng cực đoan như ông Nguyễn Phương Hùng, rồi ông Nguyễn Ngọc Lập, trước kia ông chống cộng là cực đoan các bạn, mà ông vào nước, vào Việt Nam mình có làm gì ông đâu, vẫn đi về Trường Sa chơi, vẫn người bộ ngoại giao vẫn tiếp đàng hoàng, dân trong nước nó vẫn tiếp đàng hoàng, người ta có làm gì đâu. Các bạn cứ đừng bao giờ tuyên truyền những cái bài bạc không am hiểu về kinh tế chính trị nhân sự mà cứ lên đây phát biểu, đặc biệt là cái ông Awin này, cái ông Awin là ông có một cái nick nữa là Vạn Lý Độc Hành, là chuyên đi phát các diễn đàn không có am hiểu gì hết mà đi xuyên tạc, mà hỏi móc méo. Còn bạn muốn hỏi về vấn đề kinh tế chính trị, bạn bạn phải, phải phải hỏi những người học hiểu biết, chứ đừng có đi mà lên lọc những cái tào lao thằng địa. Còn bạn bạn xuyên tạc là những cái mà bạn cứ nhìn vào những cái mà cái xấu của Việt Nam mà các bạn nói, mà cái điểm tốt bạn chưa nói, mà thà bằng cái xấu bạn nói ra xấu thì được, chứ đừng có cơn bôi lên thêm cho Đừng nó có theo quy sụp, cứ lấy bây giờ này, cái anh nói bây giờ một cái đất nước nào cũng có cái sự tồn tại nhá, ừ. của nó, Việt Nam cũng có mà Mỹ cũng có. Việt Nam một đất nước hiện nay đang phát triển thì có nhiều hơn của Mỹ, nhưng mà Mỹ bây giờ ví dụ như nhiều khi anh nói là hiện nay ví dụ những cái xấu, cái tồn tại trong xã hội Việt Nam anh có khả năng anh nói một tuần, nhưng bên Mỹ thì anh cũng phải nói được ít nhất phải một ngày đấy. Cho nên là đất nước nào cũng vậy à, chứ đừng có ví dụ đưa những cái xấu của một đất nước này bắt đầu mình quy chụp cho cả một cái chế độ, một cái xã hội, đúng không? Ví dụ
Một nhìn vào một cái xã hội thì mình phải nhìn vào cái tổng thể, chứ không thể nhìn vào một số hiện tượng sau đó mình quy chụp được, đúng không? Cái trò quy chụp là chỉ cái trò của bọn ba que thôi. Đấy. Dạ đúng rồi, tại vì cái bọn nó thì nó đưa nó anh nó em nói anh nghe này. Bữa em có vô em tranh luận với cái bà doanh nhân Lê Hội Anh, bà cũng là doanh nhân có tiếng, nhưng mà em tranh luận xong rồi cả cái nhóm bà tranh luận lại em xong rồi rồi chặn Facebook em luôn. Bà nói về nợ công mà bà không, em hiểu về nợ công là cái thứ nhất. Cái thứ hai họ bà nói tham nhũng của Việt Nam tham nhũng là nhiều, rồi tham nhũng là một, rồi nói chung là nhiều tiêu cực, nhưng bà không hiểu về cái nợ công mà lên bà nói là Việt Nam nợ công 55 triệu rồi tùm lum. Thì em nói bây giờ Cái bây giờ chị này, muốn biết cái vấn đề thì cái nợ nợ công công là anh đúng cũng không? nắm nắm rất rõ, và cái vấn đề giải Dạ quyết nợ công đó như thế nào, đúng không? Cái bản thân anh đọc dạ và coi như những cái số liệu của cái ngân hàng thế giới và ngân hàng phát triển châu không Á cộng với quả tổng cục thống kê, anh nắm rất rõ. Ai thích để ở em trên này nói bọn ba que lên tranh luận về nợ công lên đây dạ đấy. dạ để em nói nghe nè, cái nợ công thật là đó là một con số tượng trưng chứ người có ai bắt trả đâu. Mà rồi cái thứ nhất, cái thứ hai á là cái nợ công thì nước nào cả cũng cũng nợ hết, mà khi mà nợ đâu phải muốn nợ là được đâu, nước phải có uy tín, họ nhìn vào nước đó có uy tín rồi có khả năng Và cực kỳ kinh có tế người trả ta được mới cho không, nợ. đúng không? Ông có trả được Có không, trả người được ta cho không? nợ. Mới trả nợ đó là cái thứ hai. Và các bạn nên nhớ là Mỹ hiện giờ là nước nợ công rất là nhiều, nó là đứng thứ hai thế sau thằng Trung Quốc, mà thằng Trung Quốc đã là chủ nợ dưới thằng Thụy Sĩ là chủ nợ lớn nhất của thằng thằng Mỹ, nên là nước nào cũng nợ công cả. Nước nào cũng có nợ công, nhưng mà quan trọng mà đừng có bao giờ mà lấy những cái đó xuyên tạc những người dân trí thấp, người ta mới tin bạn thôi. Tại bởi vậy nhà đảng và nhà nước mình đang đang nâng cao dân trí cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu 300% số. Lê Văn Hùng, hiện nay Nhật Bản nợ công 300% GDP. Đấy. Việt Nam mình nợ công năm 2017 nhá Nay bữa là 63,1%. Mà trần nợ thì công đó của Việt Nam đề ra là 65% GDP. bây giờ Đấy. cái bà doanh nhân đó là ăn cơm cộng sản mà thờ ma Việt Nam Cộng Hòa, nên là Và cái lên bà tuyên Trần truyền Hòa những Anh, cái bà đó. hình như cái bà đấy là ngày xưa bà thuộc dạng bà béo ị, đúng không? Bà kinh doanh cái gì để nó thuốc thang gì để cho con người nó có thon gọn lại. Đấy, doanh nhân Trần Dạ đúng Hòa rồi đúng Anh rồi ấy. Ở đấy, bà đấy, dạ anh nhớ đúng mà. rồi đúng rồi bà đó là ăn cơm cộng sản mà thờ là ma Việt Nam Cộng Hòa, mà nói tào lao địa đâu có đúng đâu, doanh Không, nhân mà nói em phải thấy đúng, đi đâu phân tích nó phải đúng phải chuẩn, có chứ tào không phải không thể đúng. đâu nói tào lao được. Nói về nợ công nhé, anh chỉ nói một cái câu kết luận cuối cùng về cái nợ công anh đã nói rồi, tức là Rồi không nhất cứ cái nước đó là nợ công nhiều hay nợ nợ công ít, mà phải nói nhưng phải xem là cái nước đó có khả năng trả nợ công như thế nào. Đấy, nó mới vấn đề quan trọng, nó ở ở cái chỗ đó. rồi Đấy, chứ rồi không nó không nói bảo là hiện nay có như Nhật Bản nợ công là bằng 300% GDP, còn Mỹ nợ công như mỗi trung bình mỗi người 67.000 đô la. Đấy, Việt Nam thì hiện nay trung bình mỗi người 33 triệu. Đấy, thì bảo là Việt Nam nợ ít, với Mỹ nợ nhiều hoặc Nhật Bản nợ nhiều, tất cả là Đúng do cái khả năng trả nợ của cái nền kinh tế của cái nước đó. Kết luận một chính câu cuối xác cùng thôi. Đấy. chính xác, đâu phải bạn muốn nợ là người ta cho bạn nợ đâu, phải có một cái uy tín và có khả năng trả người ta mới cho nợ là cái thứ nhất. Bạn không am hiểu gì mà cứ vừa nói nợ công cứ đem ra tuyên truyền cho những người dân người ta không hiểu biết, nên nhiệm vụ của những của anh và tụi em là phải phân tích cho người dân người ta hiểu về cái điều đó. Rồi cái bọn nó xuyên tạc là Việt Nam là đất nước ung thư cao nhất thế giới. Các bạn mới xem cái bảng thống kê của tổ chức y tế chưa, Việt Nam trong top 70 không có trong top 70 những nước ung thư cao nhất thế giới, mà lại là thằng Mỹ. Thấy chưa, đất nước mà các bạn gọi là phát triển á, đừng có bao giờ mà xuyên Không, tạc những cái mà không có sự. cái vấn đề ung thư ấy thì có một lần coi như là Sơn Tây Khanon đã lên trên này, mặc Sơn Tây thì nói chung là cái người cũng có tư tưởng gọi là cũng nghiêng về phía bên kia một tí, công nhận là bị ung thư nhiều hơn Việt Nam nhiều. Bảo mình đưa số liệu thôi, chứ Sơn Tây bảo thôi anh khỏi đưa ra cái số liệu, em công nhận được cái chuyện đấy rồi. Đấy. Cho nên bọn bọn sống công cực đoan nó cứ nói ào ào đi, nó đâu có biết một cái gì đâu, đúng không? Dạ đúng rồi chính anh, nhưng tại nó không có am hiểu nên là nó nói nhiều cái là em thấy là em mới lên tiếng thôi. Cái bọn Đúng rồi. ba que nó nói nhiều cái mà em nói anh à, những cái nó tuyên truyền mà thật sự em thấy em buồn cười, mà vẫn 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 có nhiều người ta tin, mà em thấy những người tin nó là đa số là con cháu của chế độ cũ, rồi những bọn bọn dân chú cuội, những cái bọn mà nó bị nói chung là nó muốn sống ảo tưởng sức mạnh, là nó muốn thay đổi một cái gì đó, nó cho mình là tài giỏi đó mà không bao giờ có đâu, đặc biệt là ông Rồi nông bây giờ dân này. này,
Hiện nay hình như có Thanh Nguyễn ấy, muốn lên diễn đàn mà mình rất Dạ em muốn, luôn. muốn đưa những cái người mà gọi là có nick lên mà lạ lạ mình chưa gặp các thứ lên diễn đàn. Dạ Rồi dạ. ok, Dạ rồi. rồi cảm ơn Hiro, gặp lần sau ở trong chương trình rồi.